Tổng trưởng lý Libya Saadet Ashour đã thành lập một ủy ban điều tra gồm 26 thành viên thuộc nhiều cơ quan khác nhau để tìm hiểu nguyên nhân gây vỡ hai con đập dẫn đến thảm họa lũ lụt thảm khốc vừa qua tại thành phố Derna thuộc miền đông của nước này. Hai con đập trên được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước nhằm bảo vệ thành phố khỏi lũ lụt. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nó không được bảo trì dù kinh phí vẫn được chi cho việc này. Đây có thể là nguyên nhân khiến đập bị nứt, sụt lún và vỡ khi mưa lớn trút xuống. Trong lúc này, thì lực lượng cứu hộ vẫn đang đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Giới chức địa phương cho biết vẫn còn hàng nghìn người vẫn đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát hoặc bị nước lũ cuốn ra Địa Trung Hải. Ngoài lực lượng cứu hộ trong nước thì hiện có khoảng 10 đội cứu hộ chuyên nghiệp quốc tế đến từ một số quốc gia Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu. Hơn 90% dân số ở Thái Lan đang sống trong điều kiện chất lượng không khí thấp hơn tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới. Tình trạng này có thể khiến tuổi thọ trung bình của người Thái Lan giảm đi 1,8 năm. Tin của các phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại ASEAN. Bộ Công nghiệp Thái Lan cho biết ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn PM2.5, chủ yếu xuất phát từ hoạt động đốt rừng hoặc cây trồng, đặc biệt là cây mía, ảnh hưởng đến khoảng 44 triệu người ở Thái Lan mỗi năm. Việc tiếp xúc lâu dài với bụi mịn sẽ khiến người dân có thể mắc phải các bệnh mãn tính bao gồm các vấn đề về phổi và tim. Theo Bộ Công nghiệp Thái Lan, thì tập quán canh tác của người dân nước này là thường đốt bỏ gốc cây sau khi thu hoạch. Phương pháp này tuy tiết kiệm chi phí nhưng lại tác động xấu đến môi trường. Từ năm 2019, chính phủ Thái Lan đã đề ra các biện pháp giải quyết vấn đề bụi mịn PM2.5, trong đó có cả quy định bắt giữ nông dân bị phát hiện đốt cây trồng sau thu hoạch. Ngoài ra, chính phủ Thái Lan đã cung cấp khoản trợ cấp 120 baht, tức là khoảng 3,4 đô la Mỹ cho mỗi tấn sản lượng để nông dân thuê lao động hoặc mua thiết bị máy móc hỗ trợ dọn gốc cây sau thu hoạch một cách hợp lý và sạch sẽ. Và cho đến nay, Thái Lan đã giải ngân khoảng 140 triệu đô la Mỹ cho chương trình này. Theo Viện Ung thư Thái Lan, trong hơn 25 năm qua, nước này đã phải vật lộn với chất lượng không khí kém, bao gồm cả ô nhiễm bụi mịn PM2.5. Thống kê cho thấy, số bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí ở Thái Lan ngày càng tăng. Trong đó, chỉ tính riêng trong quý 1 năm nay, nước này đã ghi nhận khoảng 1,7 triệu người mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí. Ngọc Phương, phóng viên Việt Nam, thường trú tại ASEAN.